con người của mình ngộ ghê ha các bạn ha. Càng cấm thì người ta càng làm, mà khi cấm rồi á thì người ta sẽ tìm cách khác để lách luật, rõ ràng là như vậy luôn các bạn. Kiểu giống như là ngày xưa mình hay sử dụng cái loại thuốc là thuốc lá truyền thống đúng không, là mình phải cầm cái điếu thuốc lên rồi mình ngậm vào trong miệng của mình, sau đó mình bật cái quạt lửa, mình đốt cái đầu của thuốc đó, rồi xong bắt đầu mình hít một hơi vào để cho khói nó ra đồ kiểu đúng không. Còn bây giờ không các bạn, bây giờ nó chuyển sang hình thức mới rồi, hiện đại hơn rất là nhiều. Nó có một cái bộ pin luôn, là một cái gọi, cái đó gọi là thuốc lá điện tử đi ha. Thuốc lá điện tử vape dù cái gì đó, nói chung là có rất là nhiều thương hiệu luôn. Thì chỉ cần làm gì các bạn, nó có một cái bộ xử lý pin chỗ này nè đó, thì pin nó sẽ nung nóng một cái dung dịch chất lỏng trong đó để mà xông lên. Thì cái loại này nó có rất là nhiều chủng loại khác nhau, và các bạn gọi là cái giá tiền nó cũng không có rẻ, nó dao động từ khoảng mấy trăm ngàn cho đến triệu, thậm chí là hơn nữa các bạn. Thì rất là nhiều doanh nghiệp, những cái tổ chức người ta lấy cái mặt hàng này về người ta bán tại Việt Nam và gọi là nhập khẩu rồi các bạn. Theo chính phủ của Việt Nam cho biết thì hiện nay là đối với những loại thuốc lá này thì Việt Nam không có cho lưu hành trên thị trường. Do đó có một cái dấu chấm hỏi đặt ra là ủa không cho lưu hành trên thị trường, vậy tại sao bây giờ nó bán tràn lan như vậy? Bây giờ các bạn mà lướt Facebook nè, hay là lướt Instagram hay là TikTok, các bạn đều thấy nó quảng cáo những cái loại thuốc lá này, nó quảng cáo rất là kỳ công luôn các bạn. Đó, thì giới trẻ sử dụng rất là nhiều luôn, những cái bạn mà cấp 2, cấp 3 cũng rất là sử dụng. Gặp bật một cái là hít vô một phà ra một cái, nhìn nó rất là ngầu đúng không bạn? Thậm chí là mấy bạn sử dụng quay những cái clip đăng lên trên mạng xã hội nữa. Nhưng mà có một cái lưu ý này dành cho các bạn nè. Ngày xưa khi mà mình sử dụng thuốc lá điện tử á thì nó có một cái tác hại nhất định, và nó có một cái định lượng nhất định. Nếu vượt qua cái định lượng đó thì chắc chắn là thuộc loại hàng cấm đúng không? Thì mình sẽ bị xử lý xử phạt, hoặc là bạn kinh doanh nó không đúng, hoặc là trên bao bì của bạn không có ghi một cái dòng là thuốc lá có hại cho sức khỏe thì sẽ bị phạt. Còn hiện nay thì đối với những loại thuốc lá điện tử á, bảo là ít có hại hơn so với thuốc lá truyền thống. Nhưng sai lầm, thực tế cho thấy là Bộ Y tế đã kiểm tra trong cái thành phần thuốc lá này rồi, và nó có một cái lượng nicotine cực lớn. Và cái lượng nicotine này các bạn biết có tác hại gì không? Nó sẽ có tác hại đến tim mạch và hô hấp của các bạn đó. Do đó là các bạn sẽ dẫn đến cái trường hợp là bị đột quỵ và có rất là nhiều ca tử vong rồi. Nè các bạn thử xem cái tư liệu này nha. Vừa qua, tại Mỹ, một người đàn ông ngoài 40 tuổi đã tử vong do phổi tổn thương nghiêm trọng vì tác động của thuốc lá điện tử. Ngày 17 tháng 9, New York là bang đầu tiên cấm bán các sản phẩm thuốc lá điện tử có hương vị ra thị trường. Ngày 18 tháng 9, chính phủ Ấn Độ cũng ban hành quy định cấm hoàn toàn kinh doanh xuất nhập khẩu sử dụng thuốc lá điện tử ở đất nước này. Tính tới nay, có 13 quốc gia tăng cường kiểm soát việc sử dụng thuốc lá điện tử và 21 quốc gia vùng lãnh thổ ra lệnh cấm hoàn toàn. Như vậy các bạn thấy đó, thuốc lá điện tử có mới mẻ hơn, có khang trang hơn, có sang trọng hơn, nhưng tác hại nó cũng không kém gì so với thuốc lá truyền thống, và cái giá của nó cũng không hề rẻ. Thì để mà mua một cái thuốc lá điện tử để về sử dụng á thì các bạn phải bỏ ra một khoản tiền gấp 2, gấp 3 lần thuốc lá truyền thống đúng không? Nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ này các bạn, hiện nay pháp luật Việt Nam chưa có một cái quy định nào, hay là chưa có một hệ thống nào xử lý đối với những cái trường hợp thuốc lá điện tử này. Bởi vì theo luật phòng chống tác hại của thuốc lá thì người ta chỉ quản lý về thuốc lá truyền thống và những cái loại thuốc lá tương tự thôi. Còn đối với thuốc lá điện tử thì chưa có một cái cơ chế rõ ràng sẽ quản lý như thế nào và xử lý như thế nào. Do đó là rất là nhiều bộ cơ quan ban ngành, nhất là Bộ Y tế, người ta đã có một cái văn bản người ta kiến nghị lên trên vụ pháp chế để mà có thể ban hành ra một cái quy trình, hoặc là một cái bộ luật, hoặc là một cái luật nghị định nào đó để mà điều chỉnh về vấn đề này. Và người ta đề xuất một cái phương án là cấm thuốc lá điện tử luôn các bạn. Có nghĩa là trong thời gian sắp tới, thuốc lá điện tử sẽ không còn tồn tại nữa nếu như cái văn bản hoặc là cái quy định này nó ban hành ra. Nhưng mà trước khi mà chờ đợi đến cái ngày mà ban hành những cái văn bản này á, thì thuốc lá điện tử nó cũng đã tràn lan trên mạng xã hội rồi. Nó không chỉ nằm ở ngoài xã hội đâu các bạn, còn có những cái cửa hàng nữa. Giống như cái clip hồi nãy chúng ta coi á, là nó còn nằm trên các cửa hàng nữa. Thì chúng ta ra cửa hàng là chúng ta mua được những cái sản phẩm này rồi. Thì không có ai quản lý được những cái khâu này, là giới hạn được độ tuổi bao nhiêu, mà bất kể người nào cũng có thể mua được. Và đặc biệt là những cái người kinh doanh đó thì người ta bán, bạn mua thì tôi bán thôi, bán cho nó xong xuôi đó, bán để kiếm tiền thu nhập. Và để tìm hiểu thêm về cái loại thuốc lá này, mình sẽ mời các bạn xem một cái tư liệu sau đây để các bạn hình dung rõ hơn. Thưa quý vị và các bạn, đây là một máy dùng để hút thuốc lá điện tử. Và một chiếc máy hút thuốc lá điện tử như thế này trên thị trường có giá từ 700 đến 2 triệu rưỡi một chiếc, và có những chiếc có thể lên tới là 10 triệu đồng một chiếc. Và phía bên tay phải của tôi, thật đầu quý vị và các bạn có thể dễ nhầm lẫn, đây là một lọ siro, tuy nhiên nó lại là tinh dầu để dùng hút thuốc lá điện tử. Trong lọ tinh dầu này có chứa một lượng nicotine nhất định và có thể gây tổn hại đến sức khỏe của người sử dụng. Hai mặt hàng này hiện tại đang được bày bán rất tràn lan, mặc dù vẫn chưa được cấp giấy phép kinh doanh. Gần 2.000 lọ tinh dầu các loại
108 máy phép, 83 đầu hút, 1.000 cục pin máy là số lượng hàng hóa vừa bị đội chống buôn lậu Công an thành phố Hà Nội phối hợp với đội quản lý thị trường số 3 Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội thu giữ tại 3 cửa hàng lớn là Vape Club số 5 Ngô Quyền, Vape Pro số 12 Đông Thái và Pesiga tại khu X98 ngõ 97 phố Hoàng Cầu Hà Nội. Toàn bộ số hàng hóa này không có giấy đăng ký chứng nhận kinh doanh, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Đó, thấy chưa? Cái tư liệu nó nói rất là rõ, loại thuốc lá này nó rất là đa dạng. Các bạn có thể bỏ mùi hương vô, xong rồi đốt nóng, rồi hít vô thì nó vào tận trong phổi mình, vào tận tâm can của mình luôn. Một hít là say đắm, hai hít là đắm say đó các bạn. Nhưng hít đi rồi chọn đời nằm dưới lòng đất. Đó, các bạn phải lưu ý nha, rất nhiều ca tử vong rồi các bạn. Mình nên bảo vệ sức khỏe của mình. Trước khi mà pháp luật bảo vệ bạn thì bạn phải bảo vệ sức khỏe của mình trước cái đã. Rồi đến khi đó pháp luật người ta có những cái ban hành, những cái quy định á, thì người ta sẽ ban hành ra để người ta điều chỉnh. Nhưng mà bản thân của mình cũng phải có tự ý thức. Khi mà mình sử dụng cái sản phẩm gì đó thì mình phải nghiên cứu kỹ, chứ không phải là nghe những cái lời quảng cáo qua loa là à thuốc lá này nó không có hại cho sức khỏe thì các bạn mua về sử dụng nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích thì hãy giúp Phúc like, subscribe và chia sẻ để giúp mọi người hiểu biết hơn về pháp luật. Và đồng thời chúng ta nên hạn chế sử dụng thuốc lá này, và trong tương lai thuốc lá này nó sẽ bị cấm.